Người thầy của tôi có nói với tôi rằng là nếu mà bạn mà làm nội dung trong vòng 1 năm liên tục đúng đủ đều, bạn không cần phải lo về tiền bạc nữa. Bởi vì trong 1 năm họ đã hiểu rất rõ ngõ ngách của một cái lĩnh vực của họ rồi. Nếu làm nội dung nghiêm túc, họ hiểu sâu sắc, họ hiểu cách làm, họ hiểu thế giới nó đang vận hành như nào, họ hiểu rất sâu cái thứ họ làm. Trừ khi hời hợt, cái thứ gì hời hợt thì không bao giờ tới được cái đích nào cả. Mất thời gian của họ, mất thời gian của chúng ta, mất thời gian của những người tiêu thụ nội dung mà thôi. Cho nên là càng sâu sắc trong thời gian bạn làm 1 năm, bạn sẽ hiểu được ngõ ngách của nó. Bạn đi quá sâu mà đối thủ không thể chạy theo bạn được. Đương nhiên cái sự hiểu biết của bạn gia tăng rất là đáng kể. Bạn không thể tưởng tượng được rằng là sau khi bạn đi qua 1 năm đó, cái trình độ của bạn nó đang ở thế giới nào. Mà tôi nhớ rằng là có nhiều người gặp tôi nói là ô ngày xưa mày có học hành thì đâu sao, bây giờ mày có thể giúp đỡ được nhiều người chứ, mày có thể nói được nhiều hơn, mày có thể làm nhiều thứ mà tao nghĩ mày không làm được. Thì tôi mới nói với bạn rằng là hãy nghiêm túc làm đúng đủ đều đi. 1 năm trôi qua, 2 năm trôi qua, 3 năm trôi qua, thật sự nghiêm túc, thật sự đào sâu, thật sự tò mò và thật sự nhún nhường, ta sẽ làm được rất nhiều thứ. Và thế giới nó phải nhìn bạn với ánh mắt rất là khác biệt. Giống như thể là ông Dan Kennedy có nói rằng là mọi người sẽ nhường đường cho bạn, mọi người sẽ mở cửa cho bạn, mọi người sẽ mời bạn vào. Ok, cảm ơn bạn đã xem cái video của Nguyễn Văn Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.